Kính chào quý nhà đầu tư. Trong những năm gần đây, FPT nổi lên là một trong những cổ phiếu có sự tăng trưởng mạnh mẽ so với thị trường chứng khoán. Cho dù cổ phiếu này gần đây việc tăng trưởng lợi nhuận cũng không thực sự cao. Vậy đâu là nguyên nhân giúp cho FPT có thể tăng trưởng lợi nhuận cho nhà đầu tư mạnh mẽ đến như vậy? Thì hôm nay tôi sẽ đại diện cho AZFIN Việt Nam chia sẻ với quý vị và các bạn 5 lý do FPT được định giá lại một cách mạnh mẽ, để từ đó chúng ta rút ra được các cái bài học, rút ra được các cái kinh nghiệm, ứng dụng vào việc lựa chọn các cái cổ phiếu trong tương lai để có được cái lợi nhuận cao hơn trong đầu tư. Thì trước tiên chúng ta cùng điểm qua về cái lợi suất đầu tư của FPT. Thì trong quá khứ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng FPT từng có thời gian được định giá rất cao, với cái giá kỷ lục năm 2006-07 lên đến 670-680.000 đồng một cổ phiếu. Đây ạ, mức đó ở đây. Và cái biểu đồ nó điều chỉnh đâu đó, chúng ta nhìn ở đây nó chỉ khoảng độ 38-38.000 đồng, đúng không ạ? Bởi vì FPT liên tục chia thưởng cổ phiếu, chia cổ tức, thì cái biểu đồ của các cái công ty tài chính họ điều chỉnh tương ứng với giá bây giờ là khoảng 37-38.000. Thì như vậy, với cái giá đóng cửa ngày 18 tháng 2 năm 2021 là khoảng hơn 78.000, thì cổ phiếu FPT đã tăng hơn 2 lần so với đỉnh cao của nó hồi 2017. Thì đây là một cổ phiếu hiếm hoi đánh bại index trong nhiều năm liền. Thì nếu như chúng ta nhìn lại chỉ số VN Index thì năm 2007-08 thì chỉ số này làm khoảng 1.180 điểm, và hiện nay ngày 18 tháng 2 năm 2021 chỉ số này cũng khoảng gần 1.180 điểm. Như vậy cổ phiếu FPT đã đánh bại thị trường tăng gấp đôi so với thị trường chứng khoán. Và trong 5 năm qua, từ năm 2016 đến đầu năm 2021 thì cổ phiếu FPT này tăng trưởng tới 4 lần chỉ trong 5 năm qua. Điều này cho thấy cái lợi suất của cổ phiếu FPT mang lại rất khủng khiếp. Tuy vậy, khi nhìn vào kết quả kinh doanh của FPT, chúng ta có thể thấy lợi nhuận của FPT tăng trưởng không thực sự nhiều như vậy. Vậy các cái nguyên nhân giúp FPT được định giá lại, được tăng giá rất mạnh như thế này là từ đâu? Thì sau đây chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút. Thì trước tiên là liên quan đến cái cơ duyên của AZFIN và FPT. Thì thực sự mà nói thì AZFIN đã đầu tư cổ phiếu FPT không phải mới đâu ạ, mà là từ năm 2013 chúng tôi đã mua những lô đầu tiên, và sau đó chúng tôi mua liên tục, và chính vì thế chúng tôi có được cái cổ phiếu FPT với cái giá vốn rất thấp như hiện nay 18.8. Thì với cái giá vốn này là chưa điều chỉnh theo cổ tức bằng tiền mặt đâu ạ. Thành ra lợi nhuận nhìn ở đây là 316%, nhưng thực tế lợi nhuận đối với cổ phiếu FPT chúng tôi đầu tư, chúng tôi gom mấy năm liền, thì cái lợi suất của nó đến bây giờ lên đến khoảng độ hơn 500%, chứ không chỉ là 316% nữa. Và chúng tôi cũng rất là hân hoan được giới thiệu đến các nhà đầu tư cái cổ phiếu FPT rất sớm. Thực tế chúng tôi đã giới thiệu trong các cái lớp học của AZFIN, cũng như trong các cái buổi hội thảo chia sẻ của AZFIN cho quý nhà đầu tư từ năm 2018, sau khi thị trường chứng khoán tạo đỉnh điều chỉnh và cổ phiếu FPT lúc đó giá rất thấp. Thì ở trên đây thì chúng tôi đã từng làm các cái clip rất là kỹ về cổ phiếu FPT. Ví dụ đây là thời điểm 23 tháng 10 năm 2019, khi đó cổ phiếu FPT còn định giá rất rẻ, chỉ đâu đó chưa bằng một nửa bây giờ thôi, tức là sau hơn một năm thì nó đã tăng hơn gấp đôi. Thì chúng tôi đã đưa ra cái 4 cái lý do mà cổ phiếu FPT rất hấp dẫn trong dài hạn, hay là chúng tôi đưa ra cái phân tích và định giá cổ phiếu FPT trong cái series 69 cổ phiếu, phân tích định giá 69 cổ phiếu vào mùng 3 tháng 7 năm 2020. Rồi còn rất nhiều các cái phân tích chia sẻ trên fanpage của chúng tôi nêu rất rõ, rất cụ thể lý do vì sao FPT là một trong những cổ phiếu xứng đáng được đầu tư dài hạn một cách bền vững, và nó chính là một cổ phiếu không phải để bán của chúng tôi trong suốt 8 năm qua. Và sau đây chúng ta sẽ đi vào thông tin chi tiết là tại sao nó có thể tăng trưởng mạnh như thế.
Thì những điều này đâu đó chúng tôi đã nói ở trong các cái clip này hết rồi. Thì tuy nhiên đây chúng tôi lại có thêm những cái trao đổi mới, update mới trong cái tình hình mới, chứ không hẳn là từ các cái nguyên nhân trên. Tiếp theo thì nguyên nhân đầu tiên đó là FPT trước đó được định giá rất rẻ. Đây là cái biểu đồ PE lịch sử của cổ phiếu FPT được tính vào đầu mỗi năm, Còn thực tế PE lịch sử của FPT ấy, cao nhất thì cũng là hiện nay 17.33 lần vào ngày 18 tháng 2 năm 2021. Nhưng mà thấp nhất thì nó lại không phải 67.57 đâu ạ. Lúc thấp nhất của FPT chúng tôi đo được trong lịch sử là nó khoảng 5.5 lần. Như vậy trong quá khứ PE của FPT đây, chúng ta nhìn cái giai đoạn này từ 2010 đến 2016 đấy ạ. FPT khoảng từ 6 đến 10 lần thôi. Và trung bình là khoảng 8 đến 8,5 lần thôi. Thấp bằng một, chưa bằng một nửa so với mức định giá PE hiện đại. Thì như vậy cái yếu tố, một trong những yếu tố giúp cổ phiếu FPT này tăng lợi nhuận rất khủng khiếp đó là được định giá lại. Ngày trước chỉ định giá PE hơn 8, bây giờ đã là hơn 17 lần. Thứ hai là cái tỷ suất cổ tức tiền mặt hàng năm của FPT đạt tới 5,9%. 5,9%, gần 6%. Tức là ngày trước cổ phiếu FPT này giao động từ 35 đến 40 ngàn, trung bình khoảng 37 ngàn. Mà cổ tức họ trả làm hai đợt. Đợt đầu 1.000 đồng và 15% cổ phiếu, đợt hai là 1.000 đồng. Thì tức là cái cổ tức của họ là khoảng 2.150 đồng. 150 đồng trên cái mức giá khoảng 37 ngàn. Tức là cổ tức tiền mặt không đã khoảng gần 6%, cao gần bằng lãi gửi ngân hàng. Nhưng mà chúng ta lưu ý rằng cái mức cổ tức này mỗi năm tăng trưởng 15% cơ. Tức là năm sau cổ tức lại tăng trưởng thêm 15% so với năm trước. Chính vì thế những cái cổ phiếu đầu tiên mà chúng tôi mua hồi 2013 ấy, với giá khoảng 37 ngàn, thì đến nay số lượng cổ tức tiền mặt trả cho cổ phiếu đó nó lên đến 29% một năm. Một mức rất khủng khiếp, cao gấp khoảng 5 lần lãi gửi ngân hàng. Thì đây là một đặc thù của một cái cổ phiếu như ngài Warren Buffett đã từng nói, đó là cổ phiếu có dạng trái phiếu nhưng mà lại tăng trưởng lợi tức hàng năm, đó. Và với những cái đặc điểm tuyệt vời như vậy thì định giá cổ phiếu trong quá khứ trung bình chỉ 8 đến 8,5 lần là một mức định giá rất hời, rất rẻ đối với cổ phiếu này. Và cái việc nó sẽ được nâng định giá như hiện nay chẳng hạn thì có thể nói là một điều gần như là tất yếu. Tuy nhiên chúng tôi cũng không nghĩ là nó lại nâng định giá lên đến 17 lần rất cao như vậy. Tiếp theo, FPT là doanh nghiệp đầu ngành có hệ sinh thái đặc sắc. Thì mảng công nghệ là số 1, là một sự khác biệt. Nhiều người phản ánh với tôi rằng họ phản biện rằng FPT chả có sản phẩm gì đặc sắc cả, giá trị không cao. Vậy tôi hỏi lại một câu, ok, FPT không có các sản phẩm như Apple, như Samsung, đúng không ạ? Nhưng mà thử hỏi rằng ở Việt Nam có nhiều doanh nghiệp có các cái sản phẩm có giá trị cao như FPT không? Có nhiều doanh nghiệp mang được hàng vài trăm triệu đô tiền doanh thu từ nước ngoài về như FPT không? Đúng không ạ? Có ai làm được như FPT trong cái mảng này không? Câu trả lời chắc chắn là không. FPT lớn gấp khoảng 10 lần so với đối thủ thứ hai ở Việt Nam. FPT dù sao cũng là một công ty có cả hơn 100 khách hàng trong cái tệp Fortune 500. Họ có những hợp đồng lên đến 100 triệu đô la. Đó là một doanh nghiệp quá tuyệt vời đối với Việt Nam rồi. Chúng ta không thể đem FPT so sánh với Apple được, đúng không? Hay không thể đem FPT so sánh với Microsoft được. Đó là một sự so sánh vô cùng sai lầm và khập khiễng. Vinamilk chứ gì? Đúng, là một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Vậy sản phẩm của Vinamilk là gì? Đơn thuần đó là sữa. Liệu giá trị gia tăng, liệu đặc sắc có bằng các sản phẩm phần mềm công nghệ của FPT không? Chưa chắc, đúng không ạ? Đó. Thì chúng tôi cũng không quan trọng rằng nó là người đi đào vàng hay nó là người bán công cụ đào vàng, mà chúng tôi quan trọng rằng nó là người hiệu quả nhất trong cái lĩnh vực nó này. Thì FPT là một người như vậy, họ hiệu quả nhất trong cái lĩnh vực gia công phần mềm của mình. Và gần đây thì họ cũng có những cái sản phẩm khá thú vị, đúng không ạ? Khá thú vị. Trước đó thì có những cái như là cái trang thương mại điện tử Sendor. Thì đây là một sản phẩm công nghệ, đúng không?
Nhưng thực ra chúng tôi còn không đánh giá cao nó, bởi vì nó không mang lại lợi nhuận, thậm chí nó làm cho FPT thiệt hại rất nhiều. Đó. Thì quan trọng không phải làm cái gì mà là hiệu quả. Hiệu quả. Đó. Thì hiện nay FPT có các cái sản phẩm mà có thể nhân bản và bán rất nhiều. Acabot, Acachain áp dụng cho rất nhiều các cái tập đoàn lớn ở trên thế giới. Đó. Và giá trị, nhiều người cho rằng giá trị các sản phẩm của FPT không cao. Xin thưa với quý vị xem lại cái biên lợi nhuận của mảng công nghệ thông tin đi. Nó là một trong những cái mảng mà cao nhất ở Việt Nam, rất khủng khiếp. Chi phí vốn đầu tư không lớn. Đơn giản đó là chỗ ngồi, đó là những cái máy tính. Và tất nhiên cũng có một số cái tài sản cố định khác, nhưng nó không lớn. Và nó lại mang lại cái giá trị ngoại tệ rất lớn cho Việt Nam. Rất lớn cho Việt Nam. Thì thực sự quý vị hãy thay đổi cái cách nhìn này đi. Nhìn này đi. Chả có mấy doanh nghiệp có được cái giá trị gia tăng và có được cái sự đặc sắc như FPT đâu. Quý vị hãy so với Việt Nam, đúng không ạ? Rồi tiếp theo mảng viễn thông. Mảng viễn thông của FPT thì hiệu quả nhất Việt Nam. FPT là một trong doanh nghiệp viễn thông hàng đầu Việt Nam. Trong cái mạng liên quan đến mạng Internet chúng ta dùng chẳng hạn, thì FPT là hiệu quả nhất, hiệu quả hơn cả Viettel, VNPT. Lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Cho dù thị phần không phải số 1 nhưng mà nó luôn nằm trong top 3 và hiệu quả nó cao nhất. Và gần đây thì FPT đã không cần phải đầu tư thêm mới đâu. Từ đó tạo ra một cái luồng tiền phải nói là khổng lồ để trả cổ tức cho tập đoàn mẹ. Thì tập đoàn mẹ có cái nguồn tiền đi đầu tư hoặc là đi kinh doanh tài chính rất hiệu quả. Rất hiệu quả. Thì mảng công nghệ, mảng viễn thông này tuy không cần đầu tư mở rộng nữa nhưng nó vẫn có thể tăng trưởng khoảng 7 đến 13% một năm trong 3 đến 5 năm tới. Nhờ vào việc đầu tư mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua từ 2015 đến 2020. Đó. Thì do đó cái mảng viễn thông này cũng là một mảng rất đặc sắc. Rất đặc sắc. Tiếp theo mảng giáo dục của FPT được đánh giá là hàng đầu Việt Nam. Từ tiểu học đến sau đại học. Cung ứng nhân sự cho các mảng trên rất tốt. Một trong những điểm yếu đối với lĩnh vực phần mềm đó là không có nguồn nhân sự. FPT một năm hiện nay, một năm 2020-2021 thì chúng tôi cho rằng một năm họ tuyển dụng cũng phải lên đến 6-7 ngàn người, thậm chí 8 ngàn người. Đúng không? Nếu trông chờ hoàn toàn vào các nguồn bên ngoài thì họ lại không có lợi thế cạnh tranh. Nhưng mà nhờ có mảng giáo dục, thành ra FPT đã chủ động được một tỷ lệ nhân lực rất lớn cho mình. Rất lớn cho mình. Nhiều anh chị cho rằng, ô cái công ty này nó thật vớ vẩn. Những người giỏi ra đi hết rồi. Nhưng xin thưa với cả nhà rằng, trong lĩnh vực phần mềm này, những người giỏi, những người đầu tàu thì người ta chỉ cần một số lượng ít thôi. Còn lại họ cần những cái bạn làm code. Không phải là tất cả người giỏi đều tập trung một chỗ mà có thể làm ra giá trị đâu. Bởi người giỏi sẽ làm công việc của người giỏi. Thế thành ra họ chỉ cần những cái key leader. Còn lại những bạn nhân viên thì hãy càng trẻ, nhiệt tình, năng động là tốt. Chứ không phải là FPT tập hợp được cả chục ngàn các cái ông đâu có giỏi về lĩnh vực công nghệ, vậy thì ai làm coding, đúng không? Đó. Thế thành ra cái câu chuyện nhân sự như vậy là không hợp lý, không hợp lý. Và cái trường đại học FPT nó mang lại cho FPT rất nhiều các cái nhân sự mới như thế với cái chi phí khá thấp, chi phí thì khá thấp và đáp ứng được yêu cầu của công ty. Quan trọng là nhân sự phải phù hợp với định hướng và yêu cầu công việc, chứ không phải nhân sự càng giỏi càng tốt. Và mảng giáo dục này là một mảng có sự tăng trưởng rất mạnh mẽ. Nó không những vừa mang lại lợi nhuận rất tốt cho tập đoàn, nó lại mang lại nhân sự cho các cái mảng như mảng công nghệ, mảng viễn thông. Nó tạo cái nền tảng lợi thế cạnh tranh rất mạnh cho FPT. Đó. Trước đây thì FPT chưa có được cái này. Trước đây FPT đầu tư ngoài ngành khá nhiều. Đầu tư rất lung bung. Họ đầu tư vào ngành ngân hàng, quản lý quỹ. Đó, ngân hàng Tiên Phong chẳng hạn, rất nhiều. Rồi là bán buôn bán lẻ, rồi đủ thứ trên đời. Cứ có gì thú vị là FPT nhảy vào. Thì đó là một cái công ty không có mũi nhọn, không có linh hồn. Thì từ 2012, 13, 14 thì FPT đã dần bán. Và giờ rất tập trung với ba cái trục chính ở trên đây. Thì do đó nó đã xây cho mình một cái hệ sinh thái rất đặc sắc và mạnh, đưa các cái mảng hoạt động của nó lên hàng đầu ở trong cái ngành nó hoạt động. Từ đó người ta sẽ nhìn nhận FPT với một cái cách nhìn nhận khác. Đó là một doanh nghiệp công nghệ viễn thông hàng đầu
khi đó người ta sẽ trả cái mức định giá nó sẽ cao hơn rất nhiều so với một cái tập đoàn đa ngành tạp nham không có một cái mũi nhọn, một cái thế mạnh nào cả. Đấy là lý do thứ hai. Tiếp theo là lý do thứ ba, đó là xu hướng công nghệ là tất yếu, mà trong khi FPT lại là một doanh nghiệp chủ lực trong cái lĩnh vực công nghệ, thế do đó nó được hưởng lợi rất lớn. Bây giờ không còn có chuyện cá lớn nuốt cá bé nữa rồi, mà là cá nhanh nuốt cá chậm. Chúng ta có thể thấy rằng thế giới di động trước khi có vị thế ngày hôm nay, họ bé tí thôi, bé xíu luôn so với các đối thủ khác. Nhưng nhờ ứng dụng công nghệ, nhờ quản trị công ty tốt và tất nhiên là một số các cái yếu tố khác nữa, thì công nghệ là một trong những yếu tố gọi là cốt lõi giúp cho thế giới di động có thể bành trướng mở rộng cái mạng lưới hệ thống rất nhanh, giúp cho cái trải nghiệm khách hàng của tốt hơn, của họ tốt hơn. Chính vì thế cho nên họ có thể tấn công và đánh bại các đối thủ sừng sỏ ở trên thị trường. Ví dụ trong lĩnh vực điện máy trước đây Pico rất đình đám đúng không? Nguyễn Kim, MediaMart, vân vân. Nhưng mà điện máy xanh chỉ vào một thời gian sau có tổng thị phần bằng tất cả các cái ông lớn như cộng lại. Đó là nhờ công nghệ. Hay là Grab, Uber chiến thắng Vinasun, cho dù Vinasun trước đó là có thể nói là một cây điển hình của sự thành công rất mạnh mẽ ở Sài Gòn, gần như là bất khả chiến bại. Nhưng nhờ công nghệ Grab, Uber vào một thời gian sau, Vinasun ngay lập tức đuối và hẹo ngay. Hay là nhờ có công nghệ mà cái hãng xe Tesla của ông Elon Musk có cái vốn hóa nó gấp nhiều lần các cái hãng xe truyền thống, cho dù nó còn chưa ra sản phẩm cả. Hay là nhờ công nghệ mà Amazon có thể tiêu diệt hết được rất nhiều các cái đối thủ sừng sỏ trong cái lĩnh vực bán lẻ, những đối thủ đã bị phá sản rất nhiều. Đó, chỉ có thể là công nghệ mà. Chỉ có thể là công nghệ. Hay ở Việt Nam, ngân hàng Techcombank để họ vươn lên mạnh mẽ như vậy, vượt xa các cái ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân khác, đó là nhờ công nghệ họ ứng dụng rất mạnh mẽ, đi tắt đón đầu. Công ty chứng khoán Techcombank cũng vậy, với chỉ hơn 300 nhân sự mà mang lại lượng lợi nhuận gấp đôi so với những công ty chứng khoán như EDA, nhân sự gấp 4 lần, gọi nhờ họ ứng dụng rất nhiều. Đấy là một trong những lý do giúp họ thành công rất mạnh mẽ. Và đặc biệt đối với FPT thì xu hướng công nghệ là tất yếu. Thì không cần biết các ông áp dụng công nghệ ok không, nhưng mà tôi là người tạo ra các cái phần mềm, tôi là người xây phần mềm cho các ông. Thế thành ra cứ bất kỳ ông nào ứng dụng công nghệ cũng thế, thì FPT là người được hưởng lợi nhiều nhất, có nhiều công việc nhất. Và khi cầu rất cao trong khi cung lại hạn chế thì dĩ nhiên họ là người có quyền đàm phán, họ là người có cái giá tốt, có lợi nhuận tốt. Lợi nhuận tốt. Và rõ ràng bây giờ đối với các doanh nghiệp nói chung, thay đổi hay là chết, và thay đổi thì phải áp dụng công nghệ. Tiếp theo, yếu tố thứ tư đó là Covid-19. Đây lại là một món quà tuyệt vời về FPT. Thực sự Covid-19 là một cơn ác mộng đối với rất nhiều người dân, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương, những công nhân, những người thu nhập tương đối thấp. Thực sự đó là ác mộng với họ. Tuy vậy, với FPT thực sự đây lại là một món quà rất hời, rất lớn. Nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số. Thì chúng tôi tiếp xúc với một số các doanh nghiệp, một số tập đoàn lớn. Họ chia sẻ rằng thay vì trước đây cái ngân sách dành cho công nghệ của họ, đổi mới công nghệ phải trong 5 năm cơ, thì bây giờ họ yêu cầu là phải trong 1 đến 2 năm phải xử lý hết cái chuyện đó. Đẩy nhanh cái quá trình đó, đẩy nhanh, rất nhanh và rất mạnh. Rồi các cái doanh nghiệp khác thì lại tăng thêm cái tổng đầu tư cho công nghệ để có thể thúc đẩy mình phát triển, tận dụng cơ hội khủng hoảng, tận dụng cái việc tránh tiếp xúc gần do Covid đó, để họ phát triển mình và họ vươn lên. Rồi tiếp theo, nhờ tiềm lực tài chính mạnh mẽ thì thành ra là FPT đã vươn lên rất mạnh hơn so với các đối thủ. Trong lúc các đối thủ rất khó khăn thì FPT với tiềm lực rất mạnh, họ đã gọi là tận dụng để mở rộng hết mình, rất mạnh mẽ. Vừa rồi thì FPT còn mở rộng sang cả Ấn Độ, đây là thủ phủ của lĩnh vực gia công phần mềm, đúng không ạ? Lĩnh vực phần mềm. Rồi là mua bán rất là nhiều các cái doanh nghiệp ở châu Âu hay ở Mỹ, họ cũng sát nhập, mua bán sát nhập, thành lập rất nhiều các chi nhánh. Thì đấy là nhờ cái tiềm lực tài chính rất mạnh mẽ, và tận dụng cái này thì họ đã vươn lên rất mạnh.
Tiếp theo, nhờ Covid mà nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu nhiều hơn. Rất nhiều nhà đầu tư không có việc gì để làm hoặc là ít việc để làm, họ lại sinh ra việc muốn tìm hiểu thêm một kênh tin đầu tư mới. Tất nhiên đầu tư chứng khoán là một xu hướng tất yếu, nhưng nhờ Covid cái việc này nó đẩy nhanh hơn rất nhiều. Đó, và những người người nhà nhà quan tâm đến cổ phiếu. Rồi là nhờ Covid mà lãi suất gửi ngân hàng nó thấp hơn rất nhiều. Từ đó nó giúp cho định giá cổ phiếu nói chung tăng rất mạnh, đặc biệt là một cổ phiếu có cái cổ tức bằng tiền mặt tốt như FPT. Tiếp theo, yếu tố cuối cùng đó là sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam với các cái sản phẩm mới giúp cho cổ phiếu FPT ngày càng khan hiếm. Và theo quy luật cung cầu thì cái yếu tố khan hiếm cũng quyết định cái việc định giá cổ phiếu cao hơn hay thấp hơn. Tất nhiên kết quả kinh doanh sẽ quyết định giá cổ phiếu tăng hay giảm, nhưng nếu thêm yếu tố khan hiếm thì giá cổ phiếu có thể tăng mạnh. Thì trước tiên là thị trường chứng khoán Việt Nam thì ngày càng phát triển hơn, sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài hơn. Đúng không? Điều này làm cho FPT luôn luôn kín room, và đây là một cổ phiếu ao ước của họ, luôn luôn kín room. Kín room tức là họ được mua 49% thôi, thì luôn luôn họ hở ra là họ lại mua đủ 49, mua đủ 49 thôi. Đúng không? Mua đủ 49. Thế thành ra tạo ra những sự khao khát về cổ phiếu FPT rất lớn. Trong khi đó thì các cái quỹ đầu tư, các cái sản phẩm mới đó, ví dụ sản phẩm VN Diamond, tức là cái quỹ này nó chuyên mua các cái cổ phiếu về cơ bản là hết room để thành một quỹ và nó bán cho nhà đầu tư nước ngoài được. Thế thì nhà đầu tư nước ngoài không thể trực tiếp mua được cổ phiếu thì họ sẽ mua cái chứng chỉ quỹ này. Thì khi chứng chỉ quỹ này được mua nhiều thì họ có nhiều tiền để họ lại gom các cái cổ phiếu hết room này. Và FPT là một cổ phiếu được hưởng lợi lớn nhất. Chúng ta có thể nhìn thấy cổ phiếu FPT chiếm tới 16,72% danh mục trong tổng 13 mã cổ phiếu này. Trung bình mỗi mã chỉ nắm khoảng độ 7%, hơn 7%, thì ông này ông nắm tới 16,72%. Đây, quý vị có thể thấy đây là tỷ trọng lớn nhất, sau đó mới tới Thế Giới Di Động, đúng không ạ? Còn các cái cổ khác thì trung bình khoảng hơn 6% thôi. Đó, nó chính là một cái lượng cầu cổ phiếu FPT rất lớn. Và khi các cái chứng chỉ quỹ này mua thì cái lượng lưu hành cổ phiếu nó sẽ thấp, lưu hành sẽ thấp hơn, làm khan hiếm cổ phiếu này hơn. Đó. Rồi là các quỹ đầu tư ở Việt Nam cũng dần chuyên nghiệp hơn. Như ngày xưa họ chỉ thích những cổ phiếu ăn sổi đánh nhanh thôi, sexy, phải tăng mạnh cơ, thì thành ra rất rủi ro. Nhưng gần đây họ đã dần chuyên nghiệp và tài năng hơn. Do đó FPT đã trở thành một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục đầu tư của các quỹ ở Việt Nam. Như hồi 2017-18 chúng tôi, thực chất là tôi, Phục, đi tư vấn cho cả chục quỹ đầu tư với quy mô tài sản lên đến vài ngàn tỷ. Thì họ nhìn FPT họ thường cười khẩy, một cổ phiếu chậm như rùa, một cổ phiếu cổ lỗ dĩ, mua vào để làm cái gì. Nhưng gần đây, từ năm cuối 2020 đến nay, các quỹ đầu tư thay đổi ngoắt 180 độ. Họ cho rằng FPT là một cổ phiếu không thể thiếu, bởi vì đây là một cổ phiếu sinh lời ổn định nhất trong cái danh mục của họ. Bên cạnh đó là cổ phiếu RE cũng rất được quan tâm. Đó, thì từ đó một cái lượng lớn cổ phiếu FPT ở bên ngoài trôi nổi sẽ được các quỹ đầu tư mua lại, làm cho cái lưu hành nó trở lên thấp hơn. Và thứ ba, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán, bên cạnh đó là yếu tố lãi suất thấp như tôi vừa trao đổi, định giá chung của thị trường chứng khoán được nâng lên. Trước đây P trung bình của thị trường, P tức là P trên E đấy, tức là tổng giá trị thị trường của tất cả các chứng khoán chia cho lợi nhuận của các công ty ấy, nó khoảng độ trung bình khoảng độ 13 lần. Thì hiện nay thì PE của thị trường đã lên đến 19 lần, hơn 19 lần. Đúng không ạ? Nó nâng định giá lên thì dĩ nhiên FPT là một trong những cấu thành trong đó sẽ cũng sẽ được nâng định giá lên. Đó. Và quý vị và các bạn quay lại cái VN Diamond thu hút được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta có thể thấy giá trị tài sản ròng của cái quỹ này nó lên đến 8.180 tỷ, nó tóm lại là quanh 8.000 tỷ. Thì như vậy với cái mức gọi là 16-17%, thì tức là riêng cổ phiếu FPT được danh mục này bơm vào đã lên đến 1.300 tỷ, 1.300 tỷ, 1.400 tỷ.
Thì như vậy là tương đương với khoảng độ gần 20 triệu đã được cất đi. 2 triệu. Nó làm giảm lượng lưu hành số lượng cổ phiếu bên này. Từ đó làm cho cổ phiếu này khan hiếm và định giá nó sẽ cao hơn. Thì như vậy nhờ 5 yếu tố mà cổ phiếu FPT được định giá lại từ mức trung bình khoảng hơn 8 lần lên đến 17,33 lần như hiện nay. Bao gồm thứ nhất là định giá của cổ phiếu FPT trong quá khứ rất thấp, rất rẻ so với vị thế của nó. Và bây giờ người ta nhìn nhận lại nó, người ta định giá cao hơn. Thứ hai là doanh nghiệp đầu ngành với hệ sinh thái rất xuất sắc và các cái sản phẩm mới AK trên, AK bot, vân vân. Nó sẽ giúp cho cổ phiếu này được nâng hạng trong cái level xếp hạng của các nhà đầu tư. Từ đó được định giá cao hơn. Thứ ba là xu hướng công nghệ là tất yếu. Và FPT là một doanh nghiệp hướng lợi từ xu hướng này. Các doanh nghiệp cần phải ứng dụng công nghệ và FPT cung cấp giải pháp cho họ. Rồi thứ tư, đó là Covid-19. Tuy là rủi ro với rất nhiều các ngành nghề lĩnh vực khác, nhưng lại là một cái cơ hội trời cho FPT có thể vươn mình một cách mạnh mẽ trong tương lai. Và cuối cùng, sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam với các cái sản phẩm mới rất tốt. Từ đó, làm cho những cái cổ phiếu tốt, headroom như FPT được hưởng lợi rất lớn, được định giá lại rất cao. Và chúng ta ứng dụng vào việc tìm kiếm cổ phiếu như thế nào? Thì qua nghiên cứu rất là nhiều năm, gần 14 năm đầu tư, thì AZFIN nhận thấy những cổ phiếu mang lại giá trị lớn cho cổ đông thường có những đặc điểm sau. Và quý vị hãy dựa vào đặc điểm đó thì hãy lựa chọn tìm kiếm những cái cổ phiếu tuyệt vời cho mình. Một là định giá thực sự rẻ. Khi định giá rẻ, nó sẽ được nhìn nhận lại và nâng định giá lên, thì khi đó chúng ta đã có lợi nhuận rất tốt rồi. Thứ hai, doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững, và từ đó thúc đẩy tăng trưởng rất mạnh mẽ. Khi đó cái việc định giá nó cũng mới cao hơn. Quý vị hãy tưởng tượng như này: năm nay làm ra 1.000 tỷ, năm sau 1.200 tỷ, 1.300 tỷ chẳng hạn, thì dĩ nhiên định giá của doanh nghiệp nó sẽ cao, nó sẽ tăng ít nhất bằng tăng trưởng, thậm chí cao hơn rất nhiều. Thứ ba là để cổ phiếu mà có thể tăng giá được rất mạnh mẽ nữa thì cần một số điều kiện về thiên thời để hỗ trợ. Thì chúng ta hãy cứ đam mê đi, hãy cứ giữ những cổ phiếu tốt rẻ đó đi. Rồi một ngày thì yếu tố thiên thời nó tự xuất hiện. Ví dụ ở trường hợp FPT đó chính là Covid, đúng không ạ? Đó chính là xu hướng công nghệ được các doanh nghiệp thúc đẩy rất mạnh. Đó chính là sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Từ đó cộng hưởng vào giúp cho các cái cổ phiếu tăng trưởng giá khủng khiếp và lợi nhuận có thể mang lại bằng lần trong vài năm. Thì trên đây là tôi đã trao đổi đến quý nhà đầu tư về 5 cái lý do mà cổ phiếu FPT được định giá lại một cách mạnh mẽ, mang lại lợi nhuận rất cao, cũng như những cái ứng dụng rút ra để áp dụng vào các cái cổ phiếu trong quá trình đầu tư của quý vị. Thì chúc quý vị và các bạn thu được những cái kiến thức hữu ích cho bản thân mình cũng như là cho cái quá trình đầu tư lâu dài của mình, để từ đó xây dựng được cái kênh đầu tư an toàn, hiệu quả, mang lại cái lợi suất tốt và mục tiêu là hướng đến tự do tài chính hoặc là thịnh vượng lâu dài. Thì xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe.